luôn. Bỏ cô này quay bên quay ra như vậy à, đó là nhẹ nhẹ con nhẹ con nhẹ vậy ơ đi nhẹ nhì ơ đi nhẹ nhì hình của bạn nhỉ làm gì bà nội à? Yên nữa. Bông cái gì? À nó là bà hoa. Bà hoa này. Cái gì mà bà hoa đỏ mà hoa? Cái này. Cái gì? Mai thì hai chị em không cho về. Cha đích quyết gì về. Linh đang xem gì đấy con? Hả? Đang cho mấy chị xem coi coi nè, con xem gì? Hả Linh? Đi ở đi ca đi đi ăn mẹ to lắm.
Nhà có mấy em ngoài Bắc vô chơi vui như hội vậy đó. Thôi. Mỗi người một việc vậy này. Tối lắm nha. Nhà hay tối. Việc này nặng hơn. Con hay việc con nặng lắm. Này nặng bên này khó lắm. Nhà quê nó tối vậy vậy các bạn. Tối om vậy đó, không có điện đâu. Ra ngoài cứ xong đi nha. Trên dễ bụng đầy từng mẹ thằng dài. Này, chủ tịch này này. Chủ tịch lớn rồi này. Tịch già rồi ngồi chơi thôi, không làm gì hết á. Mọi cho ở mà như ạ như nó sẵn đấy. Nhà chúng tôi nó vui dạ, vậy á. Nhà đông con đông cháu nó vui như hội vậy. Này chưa hết đâu nha. Thêm mấy người nó đầy nhóc cái nhà luôn. Đấy, hai mẹ con trai lấy chồng ra Bắc kia kìa, cái người giao. Hôm nay về chơi. Sợ người lớn lắm, bé Nhi sợ người lớn lắm. Bé Nhi chào bác, chào bác cái con. Nhi, trời ơi, tay cầm cái tiền luôn, có tiền gì cho bác xin coi. Cho bác xin tiền coi. Nhi. Linh ơi, đang xem gì đó, Linh? Hả? Đang xem gì ấy?